Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phương pháp chăm sóc da mà từ xưa thì dân gian ta đã áp dụng, đó là rửa mặt bằng nước vo gạo. Vậy thì rửa mặt bằng nước vo gạo có tác dụng gì? Rửa mặt bằng nước vo gạo có tốt không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái phương pháp rửa mặt bằng nước vo gạo này nhé. Các bạn cũng biết gạo không những là một cái loại thực phẩm không thể thiếu đối với người Việt Nam chúng ta, mà nó còn là một cái nguyên liệu làm đẹp tự nhiên, có những cái công dụng tuyệt vời để chăm sóc da cho phụ nữ. Từ xa xưa thì ông bà ta thường sử dụng nước vo gạo để chăm sóc da mặt, giúp da mặt luôn được mịn màng, duy trì nét thanh xuân. Không chỉ rửa mặt bằng nước vo gạo mà người ta còn sử dụng cả nước vo gạo để gội đầu đấy các bạn ạ. Theo các nghiên cứu khoa học hiện đại ngày nay thì trong nước vo gạo có chứa rất nhiều những cái chất chống oxy hóa và các vitamin nhóm B có chức năng bảo vệ da khỏi các ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường, ngăn ngừa tình trạng sạm đen, sần sùi và mụn. Ngoài ra thì các axit amin và dưỡng chất khác trong nước vo gạo cũng nuôi dưỡng da mịn màng và trắng sáng hơn. Rửa mặt bằng nước vo gạo thì đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là làm sạch da, xe fit lỗ chân lông. Rửa mặt bằng nước gạo có tác dụng như một loại nước tẩy trang nhẹ, có khả năng lấy đi bụi bẩn trên da, làm sạch sâu bên trong, giúp da được thông thoáng, lỗ chân lông se khít hơn. Các bạn làm sạch da mặt bằng nước vo gạo hàng ngày sẽ có thể giúp phục hồi được độ đàn hồi của da, khiến da mềm mại, rạng rỡ và tỏa sáng hơn. Bên cạnh đó thì nước vo gạo có thành phần chính là cám gạo, chứa các cái hàm lượng vitamin B5 rất là cao, có khả năng giúp da trở nên trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ. Rửa mặt bằng nước vo gạo còn giúp ngăn ngừa mụn nhọt. Các bạn cũng biết là bụi bẩn hay là những cái sợi bã nhờn nằm sâu ở trong cái lỗ chân lông chính là những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá hay là mụn đầu đen, các cái loại mụn, viêm. Khi chúng ta rửa mặt bằng nước vo gạo sẽ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, lấy đi những cái loại bụi bẩn, bã nhờn. Nhờ vậy da mặt chúng ta sẽ trắng sáng và mềm mịn hơn. Ngoài ra thì trong nước vo gạo cũng có một cái chất chống viêm, hỗ trợ điều trị mụn rất là hiệu quả. Rửa mặt bằng nước vo gạo còn giúp giữ ẩm da này, hay là làm mờ thâm nám. Nước gạo chứa các cái chất chống oxy hóa, vitamin B giúp làm mềm mại, mịn màng và giảm cái sự xuất hiện của nếp nhăn. Chúng ta có thể massage da mặt nhẹ nhàng với nước vo gạo thì da mặt của chúng ta sẽ căng mịn và giữ ẩm tối ưu, đồng thời chống lại những cái sự hình thành của nếp nhăn, các cái dấu hiệu lão hóa trên da một cách hiệu quả. Như mình vừa nói thì việc rửa mặt bằng nước vo gạo khá là tốt và có nhiều lợi ích, đúng không nào? Cách rửa mặt chúng ta sẽ thực hiện chắt nước vo gạo. Thay vì lấy lần đầu thì các bạn có thể vo qua gạo một lần để cho bụi bẩn trôi ra hết rồi gạn sạch nước đi. Sau đó các bạn sẽ vo gạo lần thứ hai rồi lấy phần nước vo gạo vào một cái bát hoặc là một cái bình. Các bạn có thể cho vào tủ lạnh để khoảng 4 đến 5 tiếng rồi chắt lọc bỏ cái phần nước trong phía trên và dùng phần còn lại để rửa mặt. Lưu ý là chúng ta sẽ không để nước vo quá lâu, việc đó sẽ khiến cho nước vo gạo bị chua và không tốt cho da. Chúng ta sẽ làm sạch da mặt bằng nước ấm và để cho cái lỗ chân lông nó giãn nở ra. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa mặt bằng cái phần nước vo mà chúng ta vừa giữ lại. Các bạn có thể massage từ từ khắp mặt theo chiều xoáy ốc khoảng 2 đến 3 phút, kết hợp vỗ nhẹ nhàng lên da để cho các chất dinh dưỡng thẩm thấu vào bên trong, tăng cường hiệu quả làm sạch cũng như là chăm sóc da. Các bạn có thể sử dụng nước ấm và rửa lại một lần nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái khăn mềm và thấm cho khô da mặt. Các bạn có thể áp dụng cái phương pháp rửa mặt này khoảng 3 lần một tuần. Ngoài ra thì có những cách rửa mặt bằng nước vo đơn giản hơn, miễn là các bạn chắt lấy phần nước vo sạch và các bạn sẽ để sử dụng để rửa mặt. Các bạn có thể một ngày có 3 lần mà chúng ta phải vo gạo thì chúng ta chắt lại ba cái nước đó sạch và chúng ta để rửa mặt bất cứ khi nào mà chúng ta cần. Thì đây cũng là một cách cấp ẩm cho da mặt mà các bạn có thể thử áp dụng. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ hữu ích với các bạn. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.